Lúc trình lấy áp bà rộng khai bố sát bàn anh chơi chia thập ở đây khả năng tìm việc chết ọp rộng bận đọc bà đá bà chạy kể tế nâng vị trí chí vẹn lực tỷ bấy cho năm bì bọn mập hấy. Còn bà thiên là bọt thì vết thơ bởi áo chí vật căn tại bà xã đã miễn ca anh chơi cho ruộng bì lục ngài tát nì dụ cực rộng vị trí sát thang bà hụt bà chạy kể tế khai bố sát lục rù nẹ rù nâng sẽ khá cám chùm luôn chết mùi rồi nẹ. Bị thay ní bàn bà bà tớ nơ vị trí sát thang bà hụt bà chạy kể tế khai bố sát đã miễn tí tăng thật nâu khôn ông phung chùm ca chê kháng chứng. Sẵn cắt bà tiệm bây cọng bầu sát, nơi bực thay tì đập rám khai mì thô nà chân em bì bọn mà phầy. Lúc ngày tát bàn chùm riêng chùn mục chùm niên đài là vị trí sát thang bà hụt bà chạy kê tế khai bầu sát, bàn đọc bàn đá lưu mục chùm niên đô chì ạ kì xe ní, bò ràm miên vị trí cục cọng rò tạp bà lò xâm nón elektronik, mà xin trò chạy đâm lãng bàn đá nhạ kì xe ní khăn ông ạ kìa, thay tòm nâng chù chùl rò chùn nâng chạm vạ sáng, đám đồng nắm bằng lại bằng cá, nâng chi công bóc thoa mà chiệt. Sơ xa nụ sơ nâu khăn ông khai bố sát tiền mũ, đại ban riêng bằng chóp thả nạ tì đọc bí, nâng sơ thả nạ tì bàm buôn cả ai cho riêng nâu vị trí sát thang bà hụt bà chạy kể tế khai bố sát bàn đáy. Cả bận đọc bà đá bà chạy kể tế bà cọp đòi quân nập hiếp, riêng dỗ chùm nín bà chạy kể tế, nâng vị trí chi vẹt thì vết, bán ca nghe xòm rúm nâng bà chùm nô lạc bú, sơ trái chôn chết đám phía tách của ai cho riêng bàn đáy. Lúc trên lấy áp bà rộng khai bố sát bàn xâm đáy nâu khá đây sắp bài rịch riêng nâng ọp ọ xa tố khăn ông bê đài lúc bàn anh chương chia thập ở đây khăn ông tìm vị trí ọp rung bàn đọc bàn đá bà chạy kể tế vị trí chí vẹn lực tỷ bấy chân em bì bòn mà phay khăn ông thang ngày ní khăn ông côl bòm nón đâm bây bóng cán ca dồn đấng ọi bàn căn tay tù lùm tù lý đo sơ sát nụ sớ nì sớt dụ vệ chốn miệt đa bây đá à nạp chìa bál căm mà có nì dồ chết nì dồ chú nâng xa thê ra nạ chốn ọm bì ca ọp rung nâng bàn đọc bàn đá bà chạy kể tế nâng vị trí chí vẹn khăn ông ca áp phì vọt chùm niên ឲ្យ កាន់ តែ មាន គុណភាព និង ប្រសិទ្ធភាព សម្ដៅ លើក កម្ពស់ សមត្ថភាព ប្រជា ពលរដ្ឋ គ្រប់ រូប ដើម្បី ចាប់ យក ឱកាស ការ ងារ កាន់ តែ ល្អ និង លើក ស្ទួយ កម្រិត ជីវភាព កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង នៅ គ្រប់ ដំណាក់ កាល នៃ ការ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ទាមទារ ឲ្យ មាន ការ អប់រំ បណ្ដុះ បណ្ដាល បច្ចេកទេស វិជ្ជា ជីវៈ ដែល បាន ដើរ តួ នាទី យ៉ាង សំខាន់ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ ធនធាន មនុស្ស ប្រកប ដោយ ចំណេះ ដឹង និង ជំនាញ ព្រម ទាំង ឥរិយាបថ ការ ងារ និង សីលធម៌ វិជ្ជា ជីវៈ ល្អ ដែល ជា មូល ឋាន ចម្បង ក្នុង ការ ជំរុញ លម្អៀន សេដ្ឋកិច្ច និង បង្កើត ការ ងារ ល្អ សម្រាប់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដោយ សារ មូល ឋាន ធនធាន មនុស្ស គឺ ជា កត្តា កំណត់ នៃ ការ ផលិត ការ ងារ បង្កើត តម្លៃ បន្ថែម សមត្ថភាព ប្រកួត ប្រជែង បង្កើន ការ តាក់ទាញ ពី វិនិយោគ បរទេស និង ការ ចាប់ យក បច្ចេកវិទ្យា ថ្មី ទន្ទឹម នេះ ជំនាញ វិជ្ជា ជីវៈ បាន ចូល រួម ចំណែក យ៉ាង សំខាន់ ក្នុង ការ បែងចែក ផល លាភ កំណើន ប្រកប ដោយ សីលធម៌ បាន ដើរ តួ នីតិ ធ្វើ ជា ស្ពាន ចម្លង រវាង កំណើន និង ការ ងារ ប្រសិន បើ យើង គ្មាន ជំនាញ សម ស្រប ទេ ក៏ យើង មិន អាច ឈាន ទៅ ចាប់ យក ឱកាស ការ ងារ បាន ដែរ នៅ ក្នុង ចលនា សម្ព័ន្ធ សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា មាន ការ រីក ចម្រើន ផ្លាស់ ប្ដូរ យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស ដោយ សារ ការ អភិវឌ្ឍ បច្ចេកវិទ្យា ដ៏ មាន ល្បឿន លឿន ក្រោម ចរន្ត បដិវត្តន៍ ឧស្សាហកម្ម 4.0 ដែល ធ្វើ ឲ្យ មាន តម្រូវ ការ ជំនាញ បាន ការ ប្រែ ប្រួល យ៉ាង ខ្លាំង តាម រយៈ នៃ ការ បង្កើត ការ ងារ ថ្មី និង មិន ធ្លាប់ មាន ពី មុន មក